Xin chào các bạn, mình đang có mặt ở cửa hàng Mai Nguyên và trên tay mình là chiếc máy tính bảng Asus MemoPad HD7. Thì đây là một cái máy tính bảng giá rẻ nhưng mà có một cái thương hiệu rất là tốt, đó là Asus. Và giá bán của máy đang là 3,99 triệu đồng. Và đây là cái hộp của nó. Thì các bạn thấy là chiếc hộp này nó khác so với những cái hộp khác, là nó không có phải là hình chữ nhật mà nó vác xuống như thế này. Rất là lạ. Đó. Ở mặt sau thì chúng ta có ghi một số thông tin cấu hình của máy, ví dụ như là dùng chip MediaTek 4 nhân. Đây là một cái sự nâng cấp rất lớn so với cái phiên bản MemoPad trước đây. Có Bluetooth 4.0, camera 1.2 chấm và 5 chấm. Pin có lẽ là dung lượng là 3950 và chạy trên hệ điều hành Android. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc máy này. Ở bên trong chúng ta có một chiếc máy MemoPad, có sách hướng dẫn sử dụng, không có tiếng Việt, một sợi cáp sạc và một cục sạc, được trang trí, được sắp xếp rất là đẹp. Rồi, bỏ qua một bên. Rồi, đây là chiếc MemoPad HD7 của chúng ta. Như các bạn thấy thì đây là một cái chiếc tablet rất là nhỏ gọn. Nó có cái màn hình 7 inch cho nên là chúng ta có thể cầm nó bằng một tay, rất là đơn giản. Chất lượng phần cứng rất là tốt, máy rất là chắc chắn. Ở mặt sau này thì các bạn thấy là nó có một cái camera, độ phân giải là 5 megapixel, được làm lồi lên. Toàn bộ cái lớp vỏ này được làm bằng nhựa nhưng mà nó có một cái lớp bóng nhìn cũng rất là đẹp, logo của Asus. Và bên dưới là loa ngoài. Ở mặt trước chúng ta có một cái camera phụ 1.2 megapixel. Bây giờ để mình mở máy lên trước đây. Đó. Ở bên cạnh trái thì nó có một cái khe cắm microSD ở đây. Thì máy có hai mức dung lượng là 8GB và 16GB. Do đó cái khe cắm thẻ nhớ này rất là quan trọng đối với chúng ta. Bên dưới, ở bên phải thì chúng ta có một cái phím nguồn và hai phím tăng giảm lượng, được làm rất là nổi cho nên là cái cảm giác bấm rất là tốt. Ở cạnh trên chúng ta có một cái cổng âm thanh 3.5, một cái mic dùng để quay phim và cổng sạc micro USB nằm ở trên này. Rồi, như các bạn thấy thì cái giao diện của nó vẫn sử dụng cái giao diện gốc của Android 4.2. Asus không có tùy biến nhiều trên cái giao diện này. Đó, về cấu hình thì cái chiếc MemoPad HD7 này có rất là nhiều thay đổi đáng giá so với cái phiên bản MemoPad trước kia. Chúng ta có một cái CPU 4 nhân 1.2GB của hãng MediaTek. Và cái màn hình này là sử dụng cái công nghệ IPS LCD. Thì đây là một cái màn hình chất lượng cao, nó cho một cái chất lượng hiển thị cao hơn khá nhiều so với những cái màn hình giá rẻ khác. Và quan trọng là nó không có bị thay đổi chất lượng hình ảnh khi chúng ta xem ở những cái góc cạnh khác nhau. Những cái màn hình giá rẻ thì khi bạn xoay nó nhìn ở những cái hướng khác thì nó có một cái hiện tượng giống như là nó loang màu ra. Trong khi đó trên cái màn hình IPS thì nó không có một cái hiện tượng này. Đây là cái giao diện trên máy. Đó, thì các bạn thấy là ở đây nó có những cái ứng dụng mini app giống như là mini app của Samsung. Bạn có thể mở nhiều cái ứng dụng trên đây và di chuyển nó. Đó, chúng ta có thể kéo nó giống như là trên màn hình desktop, trên màn hình máy tính của chúng ta. Đó. Tắt nó đi. Đó. Hiệu năng của máy cũng rất là tốt, máy rất là nhanh. Nhìn chung thì đây là một cái chiếc tablet phổ thông có giá bán rất là tốt, và cái nhìn chung về cái chất lượng phần cứng và hiệu năng của nó cũng rất là đáng để xem xét nếu mà bạn cần một cái chiếc máy tính bảng giá rẻ. Xin cảm ơn các bạn.